Xin chào tất cả nhà mời đã quay lại với video của Hèn. Hi Hèn, xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị đang xem video này của Hèn. Cả nhà mình thấy Hèn ăn kem có ngon không? Ngon đúng không? Bây giờ Hèn sẽ hướng dẫn cho tất cả nhà mình làm kem nha. Bây giờ chúng ta sẽ cắt dưa hấu để kem này có vị ngọt ngon nhất, tự nhiên nhất. Thì khi mà chúng ta ăn kem, khi nào chúng ta cũng mong muốn là ăn kem ngọt đúng không cả nhà? Nên là cái việc mà chúng ta cắt dày ra như vậy, bỏ phần vỏ đi là một điều rất là quan trọng luôn. Đấy, xong rồi nhé. Rồi sau đó chúng ta sẽ cắt và bỏ vào máy nhé cả nhà. Đầu tiên là chúng ta sẽ đổ vào như vậy. Tắt máy. Quý vị sẽ thấy rằng là Hèn rất là tập trung. Không, sau đó chúng ta sẽ đóng nắp. Hèn sẽ làm một cái kem tiếp theo. Dạ Hèn nhé. Kem tiếp theo là kem cả nhà đợi Hèn nhé. Cả nhà phải nhớ một điều rất là rõ luôn, phải lấy một cốc nước lọc sạch, an toàn và ngon. Sau đó tiếp theo là chúng ta sẽ chế như vậy. Kem này thì rất là ngon luôn đấy quý vị. Chúng ta sẽ cho giọt cà phê vào. Wait a minute. Chúng ta sẽ khuấy. Rồi, vẫn như là một cái công đoạn tiếp theo, đó là chúng ta có cây kem thứ hai. Ngày hôm nay vẫn chưa xong nhá, chúng ta sẽ tiếp tục tạm thời bỏ vào tủ lạnh. Cây kem thứ hai của Hèn. Tiếp theo Hèn sẽ làm một cái cây kem khác mà chúng ta có thể thưởng thức cho mùa dịch ở nhà nhá. Lâu lâu chúng ta sẽ có một cái cảm giác rất là thèm một cái gì đó, nó thật là kiểu khe mát ở trong miệng của mình và làm cho cảm giác là bộ trong miệng mà cảm giác rất là sướng luôn. Thì đây là cái kem tiếp theo. Đố cả nhà mình đây là kem gì? Đây cũng là một cái bước rất là quan trọng luôn. Khi chúng ta đổ từ từ, chúng ta phải xem và căn thì mực nước nó vừa phải. Rồi, chúng ta chỉ như thế này thôi. Đây là cái kem tiếp theo của Hèn làm để chia sẻ với cả nhà có thể thưởng thức trong mùa dịch nhé cả nhà. Rồi chúng ta sẽ đắp lại như thế này, là chặt vào nhé. Đây, đặt cho nó đúng khớp. Rồi, chúng ta đã có cây kem thứ 3. Với cái cây kem thứ 3 này, chúng ta vẫn tiếp tục bỏ. Giai đoạn tiếp theo đó là bỏ tạm thời vào tủ lạnh. Rồi, chúng ta sẽ chờ 4 cái kem này sẽ tạm thời là đông cứng. Rồi chúng ta sẽ làm giai đoạn tiếp theo. Yeah, bây giờ mình thử thức kem thôi. Quả thật rất là ngon luôn. Thức kem là cái này. Wow. Lạc mắt không có bị hết mùi mùi cà phê. Oh my god. Rất là ngon luôn. Holy miracle. Dễ quá mà phải không?